Trở lại với kênh của Kiên Trung Audio có địa chỉ tại ngõ 562 Phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng Kiên Trung lại giới thiệu đến cho tất cả các bác một cái cặp loa của hãng Kenwood. Cặp loa có series là Kenwood LS990 Glass AD. Cặp loa này sản xuất tại Nhật Bản với cái cấu hình là 3 đường tiếng. Một bát là 33 cm, màng carbon gân mút, và một cái chung rất là to, chung 16 cm và một chép 10 cm. Với cặp loa như thế này thì các bác có thể hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Với công suất của nó là 200W một quả, độ nhạy 92 decibel, trở kháng là 6 ohm, có kích thước chiều cao là 67 cm, chiều rộng là 37 cm và chiều sâu là 32 cm, nặng khoảng 50 kg một cặp loa này, với một cái lỗ thở và đằng trước và hai tinh chỉnh cho giải mid và giải chép hai bên, thì hoàn toàn các bác có thể rất là dễ kê bày và phối ghép với cái cặp loa như thế này. Cặp loa về sông Kiên Trung trong tình trạng là rất là đẹp. Đầu tiên là cái chiếc loa bên phải. Cặp loa này thì có vế phải và vế trái đối xứng nhau. Đường loa không tôm tỉ rất là đẹp các bác nhé. Cái dòng này thì về thì phải thay gân rồi. Thì trong Kiên Trung là thay bằng gân mút rồi, rất là đẹp luôn. Các bác về thì chỉ việc cắm âm ly vào là nghe và hát thôi. Đây là chiếc bên trái. Cái kiềng gông loa cũng rất là đẹp luôn, còn sáng và không có bị rôm gì các bác nhé. Với cặp loa như thế này thì hiện tại Sốc Kiên Trung bình thường những cặp loa mà còn đẹp xuất sắc thì Sốc Kiên Trung vẫn thường bán với giá là 9 triệu đồng. Nhưng hôm nay thì cặp loa này về thì có một cái lỗi nhỏ, em cũng nói luôn, một cái lỗi nhỏ là cái góc bên này nó hơi bị bẹp bẹp một tí. Thực ra thì nó nhăn nhúm vào một tí, sẽ Kiên Trung để nguyên để bán cho các bác đó. Thì với cái lỗi nhỏ như thế này, với cái lỗi như thế này nhá các bác nhá, nhỏ hay to thì cũng còn tùy vào thuộc quan niệm của mỗi người. Thế nhưng mà với cái lỗi ở đằng trước như thế này thì Sốc Kiên Trung giảm ngay 1 triệu đồng cho các bác nhé. Với cặp loa Kenwood LS990AD, cặp loa cụ thể là cặp loa này thì Sốc Kiên Trung bán với giá là 8 triệu đồng. Một cái bát 33 cm, công suất là 200W, một cái chung là 16 cm, căng lưới đẹp đầy đủ tem mác, căng lưới tin luôn các bác nhé, em mắc đầy đủ luôn, lưới zin. Sốc Kiên Trung để cho các bác với giá cực kỳ ưu đãi, 8 triệu đồng cho cặp loa này. Em quay tổng thể, đầu tiên quay cái lỗi trước này, xong rồi quay ra đằng sau, còn tất cả các góc cạnh còn lại vẫn còn là rất là đẹp luôn.
rất đẹp luôn. Công suất là 200W một chiếc. 200W một chiếc. LS99990AD Made in Japan. Chiếc này có số series là số đuôi là 212. 242 các bác nhá, 242. Góc cạnh đấy, chỉ có một góc này thôi, còn tất cả là vuông vắn, sắc vuông vắn. Tổng thể làm cặp loa nhìn mặt tiền rất là đẹp luôn. Đây sang chiếc bên này. Bằng carbon đây. Về vẫn còn nguyên bụi các bác này. Đấy, nguyên bụi các bác nhé. Này vệ sinh đi một chút là hết rồi. Đây này các bác nhìn này. Nguyên bụi luôn này. Cặp loa này thì nhìn thì nó tưởng là màu đen, nhưng mà thực ra là nó là một cái là màu nâu, nâu đậm. Đó. Cái mặt trên này chả tránh khỏi cái xước sát này thì như lông chó lông mèo thì nó không đáng kể. Đây, cặp loa cây cận cảnh và nó không phải là màu đen, là nó màu nâu sáng. Rất là đẹp luôn chiếc này, rất là đẹp luôn. Góc cạnh vuông đẹp. Đây còn vẫn còn những cái vết vết gì trắng trắng thế này. Và dính một vài cái vết, chắc là vết sơn ở bên kia. Cái sơn vôi thôi, cái này đánh ra là hết thôi. 200W trở gắng 6 ôm. Chiếc này có số series là số đuôi là 523. Xem lưới đầy đủ. 8 triệu đồng cho một cặp loa Kenwood, vừa nghe vừa hát karaoke. Và cái giải trầm của cái cặp loa này ấy, thì là xuống đến được 27 Hz. Là một cái giải trầm cực kỳ là sâu các bác nhé. Căng lưới rất đẹp luôn. Mọi chi tiết mua bán thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại 0968 366 369 hoặc trực tiếp qua ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp test và xem sản phẩm. Các bác nào ở xa thì shop Kiên Trung sẽ gửi hình ảnh chi tiết và clip test để các bác có thể cảm nhận hết được những cái chất của cặp loa này. Giá 8 triệu đồng là giá bán tại shop, không bao gồm phí vận chuyển. Shop Kiên Trung giao hàng toàn quốc nhưng không bao gồm phí ship. Cặp loa này tầm 50 kg các bác nhé. Với những cặp loa như thế này, các bác hoàn toàn có thể ghép vào những cái âm ly tầm công suất tầm 200W trở lên, chẳng hạn như những con âm ly Luckman 117 rồi các cái dòng San Sui hoặc Đờ Nông là rất là hợp luôn các bác nhé. Các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung Audio mà chưa đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh ở cái nút bên màu đỏ bên tay phải các bác để không bỏ lỡ các cái video clip của Kiên Trung được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube. Những cặp loa này thì các bác cứ đặt cọc cho Kiên Trung với 1 triệu đồng thì các bác cứ ở nhà và nhận hàng. Trước khi nhận hàng, các bác được kiểm tra đúng như những gì cam kết của shop Kiên Trung thì các bác mới nhận. Tất cả các sản phẩm của Kiên Trung đều là hàng nguyên zin, chưa qua sửa chữa và đều có bảo hành. Những cặp loa như thế này thì shop Kiên Trung sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng các bác nhé. Mời các bác nghe một chút đoạn nhạc Ooh.
video clip của ngày hôm nay được xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.